Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân địa bất chân, quả thọ khổ. Vạn Phật thành ngày 8 tháng 7 năm 1983. Câu nhân địa bất chân, quả thọ khổ này rất có ý nghĩa, bởi vì bất luận chuyện gì mình làm, hãy làm chân thật. Nếu không chân thật, chuyên dùng thủ đoạn mánh khóe lừa bịp kẻ khác, thì cũng như bịt tai mà ăn cắp chuông, tựa mình lừa mình thôi. Bất luận là người xuất gia tỳ kheo ni hay tại gia ưu bà tắc, ưu bà di hoặc lạt ma, bất luận làm gì, nếu có tâm lừa người thì tương lai nhất định sẽ rớt xuống địa ngục. Ở đời mà không chân thật thì sẽ chiêu cảm quả báo quanh co, rắc rối, tương lai sẽ chịu đủ điều khổ. Ở Vạn Phật Thành, trong mọi thời khắc mình phải chú ý đến nhân quả, đừng làm điều sai trái với luật nhân quả. Nếu mình biết rõ luật lệ mà còn cố phạm thì nhất định sẽ thọ lãnh quả báo rất nghiêm trọng. Cho nên các vị phải để ý đừng làm chuyện sai trái với nhân quả. Ha ha ha,